ở tuyến giữa của Thanh Hóa sẽ cầm ở mức độ cao nhất. Khá nguy hiểm, nhưng may là có bàn thắng cho cầu thủ Thanh Hóa. Rất bất ngờ. Làm bó tay thủ môn Akpan, thủ môn xuất sắc của anh Gia Lai. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Các hậu vệ của anh Gia Lai đã chơi rất không tốt. Người đã đưa bóng vào bên phía Thanh Hóa, tạo điều kiện cho Patio dứt điểm, đó là Lê Đức Tuấn. Các hậu vệ của anh Gia Lai đã chơi rất tồi trong tình huống này.